Châu Duy Anh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ, mà hiện nay lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được nhiều thành công khi Putin ngồi lắng nghe trong cuộc họp về báo cáo tình hình từ thống đốc của bang Kính Quốc cũng như từ Bộ Quốc phòng của Nga đã báo cáo, thì phải nói là Putin đang gục mặt và sắp sửa xỉu tại chỗ luôn về chiến sự đang diễn ra trong 24 giờ. Mà hiện tại lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được nhiều thành công. Theo tin tức mà cuộc họp của Nga do Putin triệu tập, cuộc họp đột xuất cũng như một cuộc họp mà báo cáo tình hình cụ thể về chiến trường ở tại tỉnh Quốc, thì thống đốc tỉnh Quốc vừa báo cáo cho biết nó tình hình hiện nay là đang nguy cấp giữa lực lượng quân đội của Nga và lực lượng quân đội Ukraine, mà lực lượng của Nga không thể nào để giành lại phần đất cũng như đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Hiện tại thì chúng tôi muốn nói là ở trong tình trạng khẩn cấp, và hiện là lực lượng quân đội của Ukraine đang chiếm lấy như vậy là trên dưới 28 ở khu định cư và không thể đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Putin cắt lời và đang nổi cơn điên. Kính thưa bạn, nói là tao đang nổi cơn điên, mày có biết không? Mày đang báo cáo về tình hình mà tình hình nghĩ rằng là tồi tệ nhất chưa từng có. Putin, ông cho rằng ông có vai trò thống đốc, ông không có được quyền báo cáo về tình hình quân đội. Hãy để cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo tình hình. Kính thưa bạn, để cho Bộ trưởng Bộ phòng báo cáo tình hình về chiến sự ở tại tỉnh Quốc, mà hiện lực lượng quân đội Ukraine đã tấn công một cách vũ bạo chưa từng có, thì Bộ trưởng Bộ phòng nói gì làm cho Putin phải nói là gục mặt. Và nội bộ của đất nước Nga hiện tại nằm trong quân đội từ Bộ Quốc phòng và lẫn cả các tướng lãnh, và lực lượng quân đội của Nga bây giờ ở tại tỉnh Quốc phải nói rối như nồi canh hẹ. Kính thưa bạn, Bộ trưởng Bộ phòng của Nga báo cáo tình hình, nói bây giờ bắt buộc tôi báo cáo tình hình sự thật. Chúng tôi không thể che giấu được vì mọi sự vụ nó đã đi đến lúc mà phải nguy cấp bách. Hiện nay, lực lượng quân đội của Ukraine hiện đang giữ lấy phần lãnh thổ của tỉnh Quốc lên tới 1.000 cây số vuông và chiếm lấy như vậy là hơn 40 thị trấn. Mà trên đà tiến quân của lực lượng quân đội Ukraine còn vũ bạo và mạnh nhiều hơn nữa. Qua lời của Bộ Quốc phòng của Nga đã công bố, Putin nói, mẹ nó tao tính kêu mày báo cáo tình hình cho nó tốt hơn, tao chặn đứng, tao cắt lời của thống đốc của tỉnh Quốc. Chỉ có là 800 mấy chục cái số vuông. Kính thưa bạn, nhưng ông lại báo cáo đến 1.000 cây số vuông. Ây cha, một con số phải nói là khổng lồ trước tình cảnh này. Trong một tuần lễ mà lực lượng quân đội Ukraine đã tạo được thành tích lịch sử nhất chưa từng có, thì nói trước tình cảnh này, Putin hiện đang nổi cơn điên và Putin sẽ đáp trả Ukraine. Lực lượng quân đội Ukraine trong những ngày tới có thể từ những cuộc tập kích và nhiều chi tiết khác, thì đây chỉ là mới cuộc báo cáo tình hình sơ bộ. Putin mới khẳng định điều tôi muốn nghe về tình hình ở trong khu vực mà lực lượng của Ukraine kiểm soát. Hiện nay báo cáo tình hình đó, thì Bộ Quốc phòng của Nga công bố cho biết là hiện tại đã có 21 người tử vong và 120 người bị thương. Trong đó có những em bé 10 tuổi, 1-2 người gì đó, còn lại là những người bị thương. Nhưng lực lượng quân đội Ukraine, họ tạm dừng phương tiện cũng như để cứu giúp những người bị thương này đưa đến bệnh viện, đến nơi để băng bó vết thương và nằm điều trị. Và đưa đến nơi thì lực lượng quân đội Ukraine rời trở về. Hiện nay thì theo tin tức mà Bộ phòng của Nga đã công bố, lực lượng quân đội Ukraine đã thiệt hại là 1.600 quân. Và sự thiệt hại của xe bọc thép như vậy là lên tới 200 xe. Đó là phía của Bộ phòng của Nga đã công bố.
Kính thưa bạn, nói đến việc mà lực lượng quân đội Ukraine hiện nay là bị thiệt hại về khí tài quân sự lên tới 200 xe bọc thép, thì chà, công bộ, con số này nó hơi bị nhiều. Mà con số này không phải là con số chính xác theo những gì mà người dân ở tại khu vực Soya cũng như ở những khu vực khác mà người ta đã báo cáo nói hiện tại lực lượng quân đội Ukraine đến ở nơi đây. Họ rất mừng rỡ và cũng có thể nói là nhiệm vụ của lực lượng quân đội Ukraine về công tác dân vận giữa người Nga và lực lượng quân đội Ukraine có hầu như hãy nói là một tình đoàn kết, mà người Nga đã cho rằng lãnh thổ đất nước của Nga hiện tại tỉnh quốc này là lịch sử của nó, Nga đã xâm lăng từ trước tới nay. Tôi nghĩ rằng bây giờ lực lượng quân đội Ukraine nên chiếm toàn cả tỉnh quốc này thì đúng hơn, vì đây là lãnh thổ đất nước của Ukraine. Qua những cuộc phỏng vấn, những bà già khoảng 70 mấy, 80 tuổi, bà biết nói tiếng Ukraine và lẫn cả tiếng Nga. Bà nói tôi là người Nga, nhưng tôi biết lịch sử của nó rất rõ ràng. Và trước tình cảnh này, bà kêu gọi tất cả các những người lính của lực lượng Nga, những người thi hành nghĩa vụ quân sự và những người đang chiến đấu ở tại lãnh thổ đất nước Ukraine, các anh hãy nên buông súng đầu hàng. Và đó là cái giải pháp để chấm dứt một cuộc chiến tranh, một cuộc chiến tranh mà Putin đã xâm lăng vào lãnh thổ đất nước của Ukraine từ trước tới nay, vào thời kỳ ở Nga là xa xưa mà Nga đã chiếm lấy nhiều lãnh thổ của đất nước Ukraine, chẳng hạn như bên Gục và lẫn cả tỉnh quốc này, theo người dân Nga đã nêu ra. Vì vậy, hiện tại lực lượng quân đội Ukraine đã phát động một cuộc kêu gọi với binh sĩ của Nga, đặc biệt nhất là sử dụng bằng máy bay không người lái khoác ở trên lo, thì hiện nay đã có hiệu quả. Nói đến về lực lượng của Nga mà đã buông súng đầu hàng lên tới hơn 1.000 quân, mà lực lượng quân đội Ukraine không thể vận chuyển kịp thời để đưa về ở tuyền thì ở phía sau hậu phương của Ukraine, chẳng hạn như là tỉnh Kharkov. Hiện tại những gì mà Ukraine đã công bố thì cho thấy là cái lịch sử nhất của Ukraine đã đột phá vào lãnh thổ đất nước của Nga chỉ trong vòng một tuần lễ. Kính các bạn, hôm nay đã là ngày thứ 8 mà Nga không có thể đáp trả, không thể ngăn chặn được những dòng tiến quân của lực lượng quân đội Ukraine mà Ukraine đã tiến lên vũ bão. Dấu hiệu cho thấy lực lượng quân đội của Ukraine sẽ còn tiến xa hơn trong những ngày sắp tới. Đó là chi tiết về phía Nga báo cáo tình hình cũng như người dân của Nga ở tại tỉnh quốc đã lên tiếng. Còn lại về tình hình chiến sự hiện đang diễn ra ở tại tỉnh quốc thì lực lượng quân đội Ukraine đã đạt nhiều thành công. Những mục tiêu mà của lực lượng quân đội Ukraine đạt được trước cái cuộc đột xuất để tập kết tấn công vào ở đất nước của Nga là một cuộc thành công ngoạn mục nhất chưa từng có. Theo những gì mà các báo cáo về tình hình hiện tại, còn lại Tổng thống Zelensky thì ông nghe trình bày và cũng như sự báo cáo của tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki báo cáo chi tiết về tình hình hiện tại, thì Tổng thống Zelensky ông rất ca ngợi và cảm ơn đến từ cấp chỉ huy và lẫn cả binh sĩ của Ukraine đã đồng nghiệp nhịp nhàng cũng như tuân thủ theo quân đội và cũng như hết lòng để đẩy cuộc chiến hiện nay vào lãnh thổ đất nước của Nga, lấy ở khu vực của Soya làm dung điểm và đưa cuộc chiến này trở về lãnh thổ đất nước của Nga. Tổng thống Zelensky ông cảm ơn. Ông nói các anh, từ chỉ huy và cho đến binh sĩ là một sự đoàn kết kết hợp sức mạnh của chúng ta mới đạt được thành công đó, mục tiêu đó. Ông ca ngợi và cảm ơn rất nhiều thật nhiều với lời của Tổng thống Zelensky. Kính thưa bạn, qua những trận đánh cũng như những hình ảnh từ máy bay không người lái, những đoạn video đã ghi lại là lực lượng của Nga ngay bây giờ phải nói binh sĩ từ tân binh và luôn cả dân quân của Nga ở trong ở các
tỉnh quốc này, họ hoàn toàn không muốn chiến tranh. Điều đó là thật sự họ không muốn chiến tranh, mà họ muốn đầu hàng. Cái giải pháp họ đầu hàng, tức là để trao trả tù binh, bắt buộc lực lượng của Nga từ ở tiền tuyến, chẳng hạn như miền Bắc, miền Đông và lẫn cả miền Nam Ukraine, Nga phải rút quân để chi viện, để giải tỏa những khu vực này. Nhưng hiện tại thì Nga chỉ mới lấy một số quân ít, chưa có phải là một con số nhiều. Thì Ukraine có thể lợi dụng vào đây để tiếp tục một cuộc phản công, đẩy lùi để giành lại lãnh thổ của mình ở trong những ngày sắp tới. Điều đặc biệt hơn là nói đến lời phát biểu của Putin trong cuộc nghị sĩ của Hoa Kỳ. Ông đã đến thăm thủ đô Kiev vào ngày hôm qua, ông Graham. Tổng thống Zelensky, ông rất cảm ơn đến Hoa Kỳ từ việc hỗ trợ vũ khí cũng như phương tiện và tình báo cho Ukraine để đạt được mục tiêu thành công. Thì nghị sĩ của Hoa Kỳ, ông Graham, ông ca ngợi lực lượng quân đội Ukraine. Ông nói, tôi rất hoan nghênh về chiến dịch đột phá của Ukraine, lật ngược thế cờ, đẩy cho lực lượng của Nga cuộc chiến về ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Và hiện nay tôi cũng kêu gọi đến Tổng thống Biden. Hiện tại những khí tài quân sự, những gì mà ông đã hứa cho Ukraine với cái gói 62 tỷ đô la, ông hãy làm hết tất cả, phải vận chuyển vũ khí đó càng lúc càng nhanh cho Ukraine, vì hiện nay Ukraine đang cần giờ phòng thủ ở trong lãnh thổ, giờ phải cần vũ khí, những phương tiện mà Ukraine đang ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Đó là cái giải pháp, những gì Hoa Kỳ hứa với Ukraine là Hoa Kỳ phải làm nhiều hơn nữa và tốt hơn, theo lời nghị sĩ của Hoa Kỳ, ông Graham, ông đã tuyên bố. Ông cũng kêu gọi đến tất cả các phi công từ NATO lẫn cả Hoa Kỳ cũng như các quốc gia đồng minh, những người phi công đã về hưu, các anh có thể hỗ trợ cho Ukraine quay trở lại là sử dụng F-16 mà các anh đã từng làm vừa qua. Vì vậy hiện nay lực lượng của quân đội Ukraine ở giao buổi ban đầu tiếp xúc lại với F-16 đang gặp khó khăn về thiếu trầm trọng phi công, mà phi công cần phải có con số nhiều. Vì vậy tôi hy vọng, tôi nghĩ rằng các anh đóng một vai trò là bảo vệ quyền tự do, bảo vệ Hoa Kỳ, bảo vệ Ukraine, đó là để bảo vệ tự do lý tưởng của chúng ta, theo nghị sĩ Hoa Kỳ, ông đã công bố. Thì Tổng thống Zelensky, ông cũng nêu ra vấn đề tình hình hiện tại mà Ukraine hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, cũng như từ cuộc chiến và đẩy cuộc chiến này nằm sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Tổng thống Zelensky, ông nói Putin từ trước tới nay, họ chuyên làm những chuyện và cũng như họ gây đau thương cho người khác. Và chính Putin đã muốn gây cái sự đau thương này đến cho Ukraine. Một cuộc chiến kéo dài gần 3 năm nay làm cho kinh tế và đất nước của Ukraine kiệt quệ cũng như tàn phá ở cái mức là thổ tiêu, không còn một nơi nào để sử dụng. Còn lại có thể cả những con vật cũng chưa thể sống vào được mùa đông. Hay làm cách nào chúng tôi có thể là chịu đựng được, bắt buộc cuộc chiến này chúng tôi phải dời ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Đây là một cuộc chiến quyết định, một cuộc chiến mà chính Putin đã tạo cho chúng tôi. Vì vậy chính Putin đã từng gây ra những tội ác, đã từng gây ra những sự đau thương cho nhiều quốc gia, không phải một mình Ukraine không, mà là ông kể ra những quốc gia mà chính Putin đã tạo lập dùng điểm, những khu đó là trung lập dân dân, chẳng hạn như Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, và trong đó có cả Ukraine. Vì vậy đây là tội ác của Putin mà chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Những gì mà chúng tôi hiện đang đối diện với trước mắt này, với lời phát biểu của Tổng thống Zelensky, kính thưa bạn, hiện nay thì phải nói tình hình chiến sự ở miền Đông và lẫn cả miền Bắc của Ukraine. Thì bây giờ phải nói là
với Su-27 của Ukraine đang gầm thét yểm trợ cho lực lượng quân đội sát sườn để tập kích vào ở khu vực Bengal. Hiện nay ở Gaza thì chưa có dấu hiệu nào, nhưng Bengal trong những ngày qua thì phải nói đang sôi động, mà lực lượng quân đội của Ukraine và lẫn cả binh đoàn tự do hiện đang có mặt ở những thị trấn, và cuộc chiến vẫn đang tiếp tục sôi động ở trước tình cảnh này. Bây giờ còn lại tình hình ở miền đông, chẳng hạn như khu vực Kharkiv, Chechnya và ở Bugot. Với tất cả những khu vực này, hầu như Nga không còn không còn được sử dụng hùng hậu giống như trước kia, mà Nga quay trở lại phòng thủ. Lực lượng quân đội Ukraine lợi dụng cơ chế này bắt đầu những cuộc phản công để giành lại lãnh thổ. Con số thì nó không có đạt được nhiều kích cơ bản so với những gì mà chúng ta đang thấy. Có thể một ngày được 100 mét, có ngày được 1.000 mét, và cũng có thể giành được những khu định cư mà hiện tại Nga đã chiếm lấy ở Bugot. Tình hình sôi động đặc biệt nhất đó là khu vực miền Bắc của Adyka. Hiện nay thì nói đến những đoạn video mà lực lượng quân đội Ukraine đã sử dụng bằng máy bay không người lái và để tái chiếm những khu định cư một cách ngoạn mục chưa từng có. Nói đến việc máy bay không người lái, từ trước tới nay thì lực lượng quân đội Ukraine chưa có sử dụng những loại máy bay không người lái để kết hợp và giành lại lãnh thổ của mình. Nhưng bây giờ Ukraine đã thay đổi chiến thuật, tức là nhìn qua những đoạn video mà máy bay không người lái đã tấn công vào những tòa nhà Nga hiện đang chiếm giữ ở khu vực Torres. Kính thưa bạn, khu vực Torres này Nga đã chiếm lấy rất nhiều, với những khu định cư, những tòa nhà Nga đặt vũ khí hàng nặng trên đó, chẳng hạn như phòng không và luôn cả đại liên và trung liên, để nhắm vào để bắn vào lực lượng quân đội Ukraine. Khi mà lực lượng quân đội Ukraine đã tràn vào để kiểm soát, thì với những chiếc máy bay không người lái đã lũi thẳng vào những mục tiêu này, vì có camera biết trước được ở trong đó có bao nhiêu là kẻ thù, bao nhiêu khẩu súng, thay vì lực lượng quân đội Ukraine phải sử dụng đến những một trong loại quá triển để phá cơ sở, phá hầm hay là phá căn cứ, nhưng ngược lại không cần sử dụng đến là máy bay F-16 giờ hiệu quả và giờ tác động được làm cho đối phương hốt hoảng và hoảng sợ, bắt buộc lực lượng quân đội Ukraine kiểm soát ở vùng này một cách nhanh gọn hơn và đỡ tốn thời gian, cũng như không thể đổ máu nhiều như những gì mà lực lượng quân đội Ukraine đã công bố. Về tình hình chiến sự ở tại miền Đông hiện đang diễn ra trong 24 giờ thì có thể nói là đang lắng dịu so với những ngày trước kia, dù rằng Nga vẫn có thả bom và nhiều tin tức khác. Nhưng theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine, theo lời tham mưu trưởng Ukraine, ông Shishky, ông báo cáo cùng với Tổng thống Zelensky, ông nói chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu thành công đó, và mục tiêu đó chúng tôi sẽ đánh chặn, và chúng ta hãy giành lại lãnh thổ của mình, cũng như tái chiếm và kiểm soát những khu vực này. Đó là theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông Shishky, báo cáo về tình hình trong 24 giờ mà lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được thành công lên tới 1.000 cây số vuông. Ây cha, chỉ có một tuần lễ, kính các bạn. Hôm nay là đúng vào một tuần lễ, vào ngày mai đó là bước vào ngày tuần thứ hai, mà dấu hiệu cho thấy tình hình ở tại tỉnh quốc cũng như Bengal vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, mà là nó còn phát triển mạnh hơn theo những gì mà các báo cáo của Ukraine đã tung tin. Đó là chi tiết về tình hình chiến sự hiện đang diễn ra trong 24 giờ. Còn lại về tình hình ở mặt trận miền Nam cũng như Biển Đen và luôn cả đảo Khima, hiện nay thì hãy nói ngày nào lực lượng quân đội Ukraine cũng sử dụng đến máy bay không người lái và tập kích cũng như chập thủng những mục tiêu quân sự của Nga trong những ngày qua, đặc biệt nhất vào ngày 11, theo tin tức báo cáo từ ở Nga, mà từ những người bất đồng chứng kiến, đặc biệt nhất nằm trong đảng của ông Navalny. Kính thưa bạn, nói cách thủ đô của Moscow 80 cây số, thì vào ngày 11, máy bay không người lái đã tập kích vào sân bay của Nga, một trong sân bay lớn nhất mà trục tập trung vào máy bay hạng nặng.
cũng như luôn cả cơ sở chỉ huy trung tâm của Moscow, thì nhiều tiếng nổ vang vào lúc ban đêm khoảng 10 đến 11 giờ, hàng loạt các hệ thống pháo phòng không đã bắn. Thì sự thiệt hại bên trong đó như thế nào chưa biết được, nhưng có nhiều tiếng nổ và bốc cháy. Theo những gì từ các báo chí của đảng đối lập của Nga đã lên tiếng, thì hiện nay kính thưa bạn, hầu như những tin tức này đang gửi ở trên Weibo tràn lan, và nhiều tin tức đặc biệt khác trong ngày 11 rạng sáng ngày 12. Bây giờ thì ở đảo Khima, có thể nói từ đảo Khima lẫn cả vùng Biển Đen và bầu trời, lực lượng quân đội Ukraine đã kiểm soát hoàn toàn, cũng như không có một dấu hiệu nào đặc biệt mà phải nói là ở gần Ukraine cần phải chuẩn bị để tập kích nhiều hơn nữa. Đó là những gì tin tức từ Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại đất nước Nga, đặc biệt nhất là Putin. Putin hôm nay phát biểu rất nhiều, thật nhiều so với những ngày trước kia, cũng như những lời đe dọa và tấn công vào thủ đô Kiev, đặc biệt nhất là ngay thủ phủ dinh tổng thống của Zelensky. Putin lên tiếng cho biết là hiện nay lực lượng quân đội Ukraine đã tập kết sang biên giới đất nước của Nga, lãnh thổ của đất nước Nga, đó là tỉnh Kursk. Tôi muốn kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy lên án về lực lượng của Ukraine. Hành động vượt sang biên giới là hành động trái phép mà quốc tế không cho phép. Trời, nói chuyện ngộ thiệt, Putin hầu như cũng đang bị tỉnh nữa. Nói về luật pháp quốc tế thì không có ai cấm cản được chuyện đó. Anh đánh người ta đánh lợi. Anh chiếm lấy đất nước của người ta chiếm lợi. Vì vậy với lời lẽ của Putin, nghĩa là hầu như hơi bị tỉnh với những gì mà Putin đã tuyên bố. Và Putin cũng nhắc lại là sự vụ đáp trả sắp tới là một cách tàn khốc cho Ukraine ở trong lãnh thổ đất nước của Ukraine. Hiện nay phải nói là tình hình ở Ukraine đang đặt ở trong tình trạng báo động. Nga có thể tập kết bất cứ lúc nào với tên lửa và máy bay không người lái. Đây không phải là lần đầu tiên mà phải nói ăn cơm bữa, ngày nào cũng có. Và Nga nhắm vào mục tiêu dân thường bây giờ, vì Nga đã tuyên bố nhắm vào dinh tổng thống của ông Zelensky. Tức là Nga đã chuẩn bị sẵn mọi kịch bản để làm cho người dân Ukraine khiếp sợ và yêu cầu tổng thống Zelensky phải rút quân. Hiện tại thì Putin đang tố cáo lực lượng quân đội của Ukraine đang sử dụng vũ khí hóa học ở lãnh thổ đất nước của Nga. Đây có phải là một bước đầu tiên mà Putin đang tố cáo, và cũng như để chuẩn bị một kịch bản mới sắp tới, đó là sử dụng bằng vũ khí hóa học ở trong lãnh thổ đất nước của Nga hay không? Kính thưa bạn, vì câu hỏi này phải là một trong tin tức nhạy cảm mà hiện tại Putin tố cáo là lực lượng quân đội Ukraine đang phá dỡ cơ sở hạ tầng, đặc biệt nhất là nhà máy hạt nhân ở tại thành phố Zaporizhzhia đã bị cháy trong những ngày qua, mà thế giới đang phập phồng hồi hộp và lo sợ. Nếu như nhà máy hạt nhân bị nổ, thì chuyện gì sắp đến với Ukraine, Nga cũng có thể lãnh đủ 100% nếu như gió đổi chiều. Kính thưa bạn, chất phóng xạ bay về Nga là xong phim. Còn lại nhà máy ở tỉnh Quốc cũng là nhà máy hạt nhân với 2 kW, thì Nga cũng đe dọa đến Ukraine. Nếu như lực lượng quân đội Ukraine muốn tấn công vào đây thì sẽ nhận lấy một cái hậu quả thê thảm nhất chưa từng có. Theo ý gì từ lời Putin đã tuyên bố, hôm nay thì Nga lại tổ chức một diễn đàn quân sự Army là nằm trong khối của Nga, cũng như những quốc gia thân Nga từ Belarus và nhiều quốc gia khác, luôn cả châu Phi. Thì diễn đàn này hiện tại chưa biết được bao nhiêu quốc gia, nhưng trong đó có Việt Nam tham dự. Đó là Bộ trưởng Bộ phòng của Nga, ông Phan Huy Giang, hiện đang có mặt ở tại Moscow và tham dự cuộc diễn đàn kinh tế quân sự hiện nay đang triển lãm ở tại khu công viên Patriot của Moscow, ngoại ô Moscow cách khoảng 30 cây số. Theo các báo chí chia sẻ về hiện tại, thì Nga trưng bày trên dưới khoảng 1.500
khí tài quân sự từ máy bay lẫn cả tên lửa. Tên lửa S-300, 350, S-400, 450, S-500, đủ loại và luôn cả những hệ thống radar cũng như tên lửa và nhiều vũ khí khác với diễn đàn này. Thì hiện tại Putin đang lợi dụng diễn đàn này để tố cáo Ukraine là một cú ngoạn mục đột phá vào lãnh thổ đất nước của Nga và nhiều chi tiết khác. Tức là Putin hiện tại là muốn lợi dụng diễn đàn này, diễn đàn tổ chức trong thời gian 3 ngày. Từ ngày 13 và cho đến ngày 15 sẽ chấm dứt diễn đàn này. Theo các báo cáo thì Putin chỉ gửi một đoạn video và phát biểu cũng như cảm ơn đến các quốc gia đến tham dự diễn đàn quân sự Army mà Nga tổ chức hôm nay. Putin cảm ơn đến tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Và Putin cho rằng diễn đàn này là một diễn đàn nối kết địa quân sự cũng như những người bạn và những đồng minh của Nga. Nhưng nhìn thấy hầu như tất cả đều nhiều nhất là các quốc gia châu Phi và cả Nam Mỹ, kính thưa bạn. Vì vậy, diễn đàn này thì ngay bây giờ chưa có báo cáo về tình hình là bao nhiêu quốc gia đến, thì cũng có nhiều sự trở ngại của diễn đàn này. Theo tin tức từ Bộ An ninh của Nga đã cho biết, nói thời gian rất rút, chúng tôi vận chuyển khí tài quân sự và cũng như nhiều thiết bị để bảo vệ, làm cho bị ùn tắc và người dân hỗn loạn. Đó là nói về phía Nga đã công bố, còn những chi tiết ở bên trong thì chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng trong ngày hôm qua thì phải nói trong một đoạn video ở tại Moscow, trực thăng của Nga Mi-8 đang đảo nhiều lần và cũng như hạ cánh khẩn cấp, và sau khi đó cất cánh và tiếp tục những chiếc trực thăng khác lên tiếp tục săn lùng và cũng như đang quan sát về tình hình ở tại Moscow. Đó là chi tiết về diễn đàn quân sự Army của Nga đã tổ chức. Hiện nay thì theo tin tức từ Hoa Kỳ đang quan ngại là Iran đã vận chuyển hàng trăm tên lửa cho Nga, và những loại tên lửa đặc biệt nào chưa có tin tức, nhưng là giữa hai bên đã ký kết Iran bắt đầu để vận chuyển tên lửa cho Nga. Thời điểm hiện tại này mà giữa lúc cuộc chiến đang căng thẳng ở mức cực tỉnh của nó chưa từng có. Còn lại vì người dân Nga lên tiếng về tình hình ở tại tỉnh quốc cũng như họ đang cầu cứu đến Putin như sao. Nói đến ở tại các trại tập trung, đa số phần nhiều là người Nga ủng hộ Putin. Nhưng ngược lại, theo đề cập đến các báo chí, đặc biệt nhất là hãng thông tấn Reuters, nói gì họ không có đường lựa chọn, họ phải ủng hộ và kêu gọi Putin. Các anh hãy giải cứu cho chúng tôi và đưa chúng tôi trở về nhà và đuổi lực lượng quân đội Ukraine rời khỏi tỉnh quốc, lãnh thổ của đất nước Nga. Vì chúng tôi hiện nay là ở nơi đây, chúng tôi thiếu đủ thứ phương tiện, ăn không được, ngủ không ngon, cũng như nhiều tình tiết mà nhà cửa của chúng tôi có thể bị mất mát. Và những gì mà hiện đang diễn ra, cuộc đề cập mà người dân của Nga đã lên tiếng trả lời qua các phỏng vấn, thì đặc biệt nhất là hãng thông tấn Reuters đề cập đến phỏng vấn, hỏi đến những người trẻ và cũng như luôn cả những người đang chạy nạn ở nơi đây. Con số hiện tại đã là 121.000, nhưng theo từ quân đội của Nga đã thông báo cho biết con số sắp tới sẽ cộng thêm là 180.000 người. Giữa 121.000 và 180.000 người sẽ di dời tức tốc, vì tình hình hiện tại lực lượng quân đội Ukraine đang mở rộng một cuộc chiến. Hiện tại không có giải pháp nào ngoài cái việc phải di dời người dân. Có phải là Putin đang chuẩn bị đến một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào lực lượng quân đội của Ukraine ở khu vực này hay không? Theo các báo chí bình luận, vì Putin đã mở ngõ đầu tiên cũng như tìm một giải pháp để đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Hiện tại theo báo cáo cuộc họp thì giữa Bộ Quốc phòng và thống đốc của tỉnh quốc và nhiều tướng lãnh của Nga từ Bộ An ninh và lẫn cả Bộ trưởng Bộ phòng, thì Putin nói không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ làm được chuyện đó và chúng ta hãy đẩy được
cuộc chiến này và trở lại hòa bình cho đất nước của Nga, theo lời Putin đã tuyên bố. Thì trước tắt Putin mới đe dọa cái lời lẽ đó, kính thưa bạn, cho UN lặp lại là đe dọa lời lẽ đó. Tức là Putin hiện đang có kế hoạch và chuẩn bị cho một cuộc mà tấn công bằng lực lượng quân đội Ukraine, đó là vũ khí hóa học. Còn lại lực lượng quân đội Ukraine hiện nay chưa có lên tiếng về vấn đề Putin đã tuyên bố điều này, chứng tỏ cho thấy là Nga đang có ý đồ đó. Đó là chi tiết về tình hình đất nước Nga hiện đang diễn ra trong 24 giờ hiện nay mà các báo chí đang bình luận và chia sẻ rất nhiều về tình hình chiến sự. Nói đến về lực lượng của Nga, theo tin tức từ châu Âu đã cho biết, nó hiện nay Putin đang hốt hoảng và Putin không thể tin tưởng được rằng là cuộc chiến này Putin sẽ bại, nhưng cái kết của nó Putin sẽ bại. Ở trong thời điểm năm 2024 này, nhiều diễn biến ở tại đất nước Nga. Hiện tại lực lượng của Nga đang bị bắn đứng và với người nào đứng ở phía sau để bắn đứng mở cửa cho lực lượng quân đội Ukraine ở tiến sâu vào ở trong tỉnh quốc, theo báo chí từ Đức và lẫn cả Litva. Ba quốc gia ở vùng Baltic đều nhận định chi tiết này có phải là lực lượng Chechnya đã bắn đứng Putin hay không. Điều này thì chưa có bằng chứng cụ thể, cũng như đây là khiến người ta nhận định về tình hình vì nguyên nhân nào mà lực lượng quân đội Ukraine đã tạo nên thành kỳ tích lịch sử chỉ cần trong vòng một tuần lễ mà lực lượng quân đội Ukraine đã chiếm được 1.000 cây số vuông, cũng như tịch thu nhiều khí tài quân sự của Nga, đặc biệt nhất là ở tại thị trấn của Suja. Kính thưa bạn, thị trấn này là nơi căn cứ của Nga và cũng như khu huấn luyện đã vượt qua khỏi tất cả các chướng ngại vật, đặc biệt nhất là những tiếng phòng thủ kiên cố của Nga mà lực lượng quân đội Ukraine đã kiểm soát hoàn toàn. Vì vậy, từ khí tài quân sự, xe tăng và vũ khí bị lực lượng quân đội Ukraine chiếm lấy hoàn toàn. Bên cạnh đó, thì với lực lượng của Chechnya ở tại nơi đây, nói vào buổi ban đầu mà khi lực lượng quân đội Ukraine đã tràn vào, thì quân số từ phía Nga đã công bố là từ 400 quân và cho đến 1.000 quân. Còn lại lực lượng của Chechnya ở tại nơi đây con số lên tới 3.000 quân và cộng thêm quân đội của Nga về quân chủ lực luôn cả tân binh mới vừa nhập ngũ khi hành nghĩa vụ quân sự, con số lên tới là khoảng 20-30.000 quân. Nhưng chỉ có là 1.000 quân mà quân đội Chechnya không thể chống trở được, thì có phải là họ đứng phía sau để rằng là giở trò với Putin hay không? Điều này thì không biết, nhưng chứng thật cụ thể là quân đội của Chechnya chỉ có cái tiếng nhưng không làm được gì, cũng có thể là một trong quân đội tích tốp. Còn tệ hơn là với lực lượng hiện đang chiến đấu ở khu vực miền đông lẫn cả miền bắc Ukraine, theo báo chí của Đức và lẫn cả Litva nhận định. Hiện tại thì Nga đang rơi vào tình trạng khó khăn về vũ khí và mọi mặt luôn cả kinh tế và nhân lực. Dù rằng Nga đã tuyên bố mỗi một tháng Nga có thể tuyển mộ được 30.000 quân, kính thưa bạn, nhưng mà nói thì ai cũng nói được, vô danh cũng nói được, nói mỗi một tháng UN có thể tạo cho kênh của chúng ta với khí thế hùng hậu lên tới 1.000 video một tháng, kính thưa bạn, nhưng đâu có sức làm nổi, không cách nào, chỉ một ngày bản tin đã mệt mỏi rồi, giờ phải đi lấy tin, giờ phải tìm hiểu cũng như rà soát những tin tức sự thật chính xác đúng hay là không. Mất nhiều thời gian để chia sẻ cùng với tất cả các bạn còn lại và cuộc chơi ở tại đất nước Nga. Putin nói một tháng 30.000 quân với những người trước kia thì có thể, bây giờ thì khác, vì người ta đã thấy được sức mạnh của Nga không có. Vì vậy Putin mới tạo một diễn đàn kinh tế để tìm lại những ngày đã qua, những khí thế hào hùng của Nga, cho thấy là chính Putin đã mất. Putin đã mất tất cả. Vì vậy tình hình hiện tại này là Nga đang rơi vào tình trạng tồi tệ chưa từng có. Cuộc diễn đàn này hầu như có tổng thống Lukashenko ở Belarus, ông đến tham dự, nhưng hiện tại chưa thấy mặt ông cũng như chưa có dấu hiệu phát biểu nào. Còn lại về tình hình mà ở Belarus hiện đang đe dọa đến Ukraine trong những ngày qua và cho đến hôm nay, có thể diễn biến sắp tới
là Beirut sẽ thê thảm chưa từng có. Hiện tại trừ NATO và Hiệp hội châu Âu với Ba Lan, ba quốc gia ở vùng Baltic hiện đang có kế hoạch tặng quà cho Belarus, có thể là tồi tệ về nền kinh tế và bị nghĩa là cấm vận nhiều hơn nữa với đất nước của Belarus. Đó là chi tiết về tình hình ở tại châu Âu và các báo chí bình luận. Còn lại đặc biệt nhất là Thủ tướng Đức và Tổng thư ký NATO, ông đang kêu gọi Cộng hòa tiếp khắc. Hiện nay, với tất cả các vũ khí của Anh thuộc Liên Xô cũ, còn bao nhiêu anh gom lại cho Ukraine, đừng giữ lại nữa. Mà chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các anh từ xe tăng Leopard 1 và Leopard 2, cũng như những loại vũ khí tối tân khác để trao đổi với nhau. Cũng có thể các anh sẽ giảm giá, hay là các anh tính vào sòng phẳng. Chúng tôi sẵn sàng. Hiện tại, lực lượng quân đội Ukraine đang cần vũ khí, mà vũ khí Ukraine hiện đã sử dụng ngày hôm nay nó thuộc dạng đa quốc gia, cái nào cũng chơi được hết. Ukraine đủ sức để điều khiển, đặc biệt nhất là vũ khí của thời Liên Xô cũ còn lại mà nhiều quốc gia của châu Âu hiện nay còn giữ lấy rất nhiều, chẳng hạn như hiện tại Ba Lan thì đã không còn nữa, dọn sạch kho giao cho Ukraine, còn lại như Tiệp Khắc, Hungary, Bulgaria, Romania và những quốc gia khác ở Đông Âu, còn rất nhiều những loại vũ khí của Nga. Và Tổng thư ký NATO, Thủ tướng Đức, ông kêu gọi là hỗ trợ cho Ukraine thời gian tới nhiều hơn nữa.